Nội dung bài học tiếp theo, tôi hướng dẫn cho các bạn hạch toán hóa đơn mua vào với nội dung là phí xuất nhập khẩu, thanh toán ngay bằng tiền mặt. Đối với phí xuất nhập khẩu được ghi nhận vào chi phí bán hàng, do đó nghiệp vụ hạch toán nợ tài khoản 6421 theo thông tư 133 hoặc 641 theo thông tư 200, nợ tài khoản 133 và có tài khoản 111 do ở đây thanh toán bằng tiền mặt có phiếu chi đằng sau đi kèm. Các bạn hạch toán trên phần mềm như sau. Chúng ta vào phân hệ mua hàng, chọn chứng từ mua dịch vụ. Các bạn chọn thanh toán ngay bằng tiền mặt, nhà cung cấp là Cha Linh. Lý do các bạn ghi là phí xuất nhập khẩu. Ngày hạch toán, ngày chứng từ là ngày trên hóa đơn 27 tháng 3 năm tài chính. Bấm vào mã dịch vụ, chúng ta chọn phí xuất nhập khẩu. Nợ tài khoản 6421, nợ tài khoản 133, ở đây tôi làm theo thông tư 133, và có tài khoản 111, số lượng đơn giá các bạn bỏ qua. Thành tiền là thành tiền chưa bao gồm thuế 715.201 đồng. Sau phần thuế, chúng ta chọn thuế giá trị gia tăng 10% và điền số hóa đơn, số 621. Kiểm tra tổng tiền dịch vụ, tiền thuế và tổng thanh toán 786.721 đồng bằng tổng tiền thanh toán ở trên hóa đơn. Thì các bạn nhấn cất để hoàn thành việc hạch toán. Do ở đây chúng ta hạch toán phí xuất nhập khẩu, tích chọn thanh toán ngay bằng tiền mặt nên phần mềm tự cập nhật cho chúng ta phiếu chi, đồng thời hạch toán làm giảm tiền mặt. Do đó phiếu chi đằng sau hóa đơn này thì các bạn không cần phải hạch toán nữa. Có dữ liệu xong, chúng ta nhấn đóng lại. Phần mềm cập nhật chứng từ trong phân hệ mua hàng, tab mua hàng hóa dịch vụ, chọn kỳ các bạn cần xem, nhấn lấy dữ liệu. Nếu như hạch toán sai thì các bạn click mở chứng từ ra, nhấn bỏ ghi và sửa thông tin đúng thì các bạn nhấn cất. Còn trong trường hợp chúng ta đã hạch toán rồi nhưng lại hạch toán thêm một lần nữa, tức là bị thừa, thì các bạn đặt con chuột vào chứng từ bị thừa, nhấn bỏ ghi và nhấn xóa. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn hạch toán hóa đơn về phí xuất nhập khẩu trên phần mềm Misha.